bà chú Dương luôn nè. Mà Như có học bài không? Như đâu có học đâu. Mấy gà chị có bán không? Tâm nó bẻ gửi đi tới bên này đâu có bán đâu. Ủa Như được rồi, giá bao nhiêu? 20. Cho nó lớn lên. Hôm nay cũng có học. Ủa vậy hả? Hôm nay là học bài gì ta? Về ca còn xa xa không mọi người, chứ không phải là còn thưa nha mọi người. Đây cao nè mọi người, cao này tới lứa nha mọi người. Đây khỏe, vẫn còn sai lắm mọi người đó. Đây vậy nữa nè ha, quá sai. Để mình qua cái quay cái giường cao tơ của mình nha mọi người. Đây mọi người, để mình đo cái khoảng cách từ cái cao này qua cái cao này bao nhiêu nha mọi người. Rồi nó nằm khoảng cỡ 1m4 với 1m3 mọi người ơi. Rồi cái cao tơ này nó cho buồn khoảng mấy mét là có buồn. Để mình đo dưới đất. Đo dưới đất đo lên 1m5. 1m5 tới đây. 2m à bà con ơi. Đây tới cái ta mình giới là 2m là có buồn rồi nha bà con. Cái này là 1m3 đến 1m4, tàn bà con coi nè, từ cái cao này qua cái cao này nó vừa chí mí tàn thôi, là nó vừa độ mà chậm đó bà con. Rồi mấy lớn này khoảng cỡ chắc 3-5 mấy tuổi rồi, mà bây giờ là nó hiện bây giờ là có buồn nè, mà buồn của nó cũng xa mấy ha bà con. Rồi mình đi quay dài dài cho bà con xem. Cái này là cao mới trồng, ở trồng thì trồng lâu rồi, trồng hai đợt sau này mới trồng nè. Đợt trong đó thì trồng khoảng cỡ 3-4 năm có buồn rồi bà con. Cao này khỏe lắm bà con, đứng về hái là tới rồi bà con, khỏi cần đi xa hái, lùng lùng không dễ hái không con. Cái này nó to thôi, lùng lùng hái rất là dễ. Rồi giờ này rất là thấp mọi người, ngang đây nè, nghĩa là dễ hái đó. Đây là dặn cái là sau trong vườn cao có dừa nha bà con. Đây, đây tầm dung mọi người, bao năm mấy ký này để coi như bao đây. 1, 2, 3, 6 nhiều lắm rồi. Cái này tấn gần tấn rồi, tấn cao lạc luôn á. Cao nghe mọi người, cao này làm giống cũng ok nè, trái dài. Cái này dùng ngoài đặt hay gì quý? Dùng ngoài đặt cho mình đó hả? Cao trái đẹp đẹp không ha? Cái gì? Cao này ưng mới chắc lậu nha. Ừ. Cao này trồng là Trung Quốc, Việt Nam mà ăn trầu là không bao giờ chê hết ha. Ô ơi, nhà mới chạy ngang ta. 820 ngàn coi. Nhà mới chạy ngang á. Mà này lấy cho nhà hả? Hả? Hả lấy cho Phụng. À mới chạy ngang. Nhà. Bây giờ mới gì? Ừ. Chắc đi đấy đá gà đá bọng gì đó. Má ăn qua nhót mình 6 kg cả trời.
16 kg thì hà 8 hôm qua là 300 mấy. 700 mấy chục ký, hồi nhóc 16 kg. Đại để nguyên ngắn luôn, nguyên ngày luôn, không có đậy, không có che gì hết. Không có đổ nước vô hả? Không có đổ tưới nước, đụng mấy tưới nước người ta thì kỳ quá. Bây giờ nhót rồi, giờ mình thấy đừng cho nó lỗ thôi chứ mình không có. Của ai vậy? 2 mấy chục ký đây nè. 820 ngàn. Mất mười mấy kg còn quẹt. Thì mất mười mấy ký đó thì lỗ cho trước mắt là 300 mấy rồi đó. Cũng như lấy 1 ký lại 1 ngàn thì là được 400 ngàn bạc. Rồi hôm nay rất hân hạnh gặp lại bà con cô bác anh chị em mình chia sẻ video cao giá trong vườn. Hiện tại giá trong vườn cao hôm nay là cao non Trung Quốc các bà con, là giá trong vườn là 19 ngàn bà con. Còn cao tầm dung, cao tầm dung cao quả đỏ đó là trá ký là 10 ngàn bà con. Bà con có yêu thích về cây cao, giá cao nhớ đến kênh của mình xem. Đừng quên cho mình một like và đăng ký. Hẹn bà con gặp video lần tiếp theo. Chúc bà con một ngày vui vẻ và hạnh phúc.